Tập trước, mía cùng hươu con bỏ trốn thật sâu trong rừng, cùng sống tự do, vui vẻ bên nhau. Nhưng mía nhớ mẹ, sợ mẹ vì mình mà lo lắng, nên cậu quyết định trở về nhà. Mía, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sống mất heo của lão Hợi, nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu, đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu mía. Bây giờ nếu biết mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy a mà chăm sóc. Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm, ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh, chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Rúm quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ nghe lời cậu và học hành cho tốt. Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân, con đừng lo lắng. Dạ, con đi nha mẹ. Em đi nghe chị. Con đã nghi ngờ là nó còn sống rồi mà. Vậy sao mày không ở lại đó canh bắt nó cho tao? Tại cua kẹp con đau quá nên con về gọi ông đến giúp sức. Cậu ơi, họ đang đuổi theo muốn bắt con đó. Để cậu chèo thuyền ra xa. Mày mới ra đó bắt mày biết lại cho tao, dám lừa tao có đúng hả? Ông ơi, con không biết bơi. Ông ơi, cứu con với, con biết bơi ông ơi. Tao cũng không biết bơi đâu. Tao không biết bơi, mày đã kéo tao xuống chết chùm luôn hả? Nhậu kéo con lên. Ông yêu quá, lại rơi xuống nước. Dạ. Mày làm không hết chuyện của tao rồi. Hươu con ơi, mình là Mía đây. Tạm biệt cậu, mình sẽ sớm quay lại thăm cậu thôi. Dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ.
Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm. Cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu Mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi.